Xin giới thiệu cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay em giới thiệu đến cho quý vị chúng ta một lô đất 10 mét trước, 10 mét sau, hai mặt tiền đường. Và đây là khu dân cư đông đúc như quý cô chú anh chị. Đây, hàng xóm của chúng ta đây ạ. Và là mặt tiền đường nhựa nhé. Đường nhựa liên thôn. Đấy, dân cư rất là đông. Lô đất này thì đã có một cái nhà tạm. Đó, có nhà tạm này thì quý vị mua vào là sơn sửa lại một xíu thì ở được ạ. Đất là bằng với mặt tiền đường. Đó, có điền đầy đủ hết nhá. 10 mét trước, 10 mét sau. Có nhà xây tạm thôi. Có 400 mét đất thổ cư. Đây này. Đấy, hiện tại thì có nhà tạm này quý vị mua là chúng ta sơn sửa lại ạ. Đây, ranh giới theo cái hàng cây này. Và chúng ta đi sang đến cái cột điện đây ạ. Là 10 mét nhé. 400 mét đất ở thổ cư. Đất thì chiều sâu là 63 mét. Phía sau này thì quý vị chúng ta mua thì quý vị có thể là sửa lại là phòng bếp này. Đó. Đất thì bằng phẳng, đất đỏ ba gian. Sau này thì quý vị có thể là trồng cây này. Đó. Hiện tại là đang là đất trắng nhá. Đặc biệt nhất là lô đất này có 400 mét thổ cư rồi. Thì cũng rất là ok như quý cô chú anh chị. Ranh giới rất là rõ ràng. 10 mét trước, 10 mét sau. Ở phía sau này là có con đường rồi này. Đó, một mặt tiền đường này nữa. Đường phía sau này là đường dân sinh. Người ta làm đi đường bờ lô đấy, đi làm rẫy nha quý vị. Và chất đất này, quý vị nhìn thấy đó, đất đỏ ba gian nhá, rất là bằng. Bên này cái hàng trù là của chúng ta này, hàng trù từ bên này sang là của mình này. Đó, đến ngay cái chuối này. Đó, đất rất là bằng, quý vị nhìn thấy đó. Và giá gia chủ bán rất là rẻ nha quý vị. Giá bán chỉ có 230 triệu đồng thương lượng nhà nhé. Đồng mà chúng ta đã sở hữu được một lô đất 10 mét trước, 10 mét sau, 400 thổ cư. Đó. Thì với cái giá này phù hợp cho quý cô chú anh chị chúng ta mà cái nguồn tiền ít. Quý vị muốn có một lô đất để làm nhà để ở. Tại vì giờ mà có lô đất vừa tiền thì đây là một cái sản phẩm để quý vị chúng ta ở nhé. Dân cư ở đây thì toàn bộ là 100% là người Kinh. Còn người dân địa phương ở đây thì cỡ khoảng mấy trăm mét. Còn toàn bộ dân ở đây là toàn bộ là người Kinh ạ. Một lô đất rất đẹp, 10 mét trước, 10 mét sau. Sâu 63 mét, 400 thổ cư. Thì quý vị nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo 0965 812 137. Và địa chỉ lô đất này thuộc xã Gia Hờ La của huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Rồi, đến đây thì em cũng xin tạm dừng video tại đây. Em xin cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều nhé.